Ok, xin chào tất cả các bà con nông dân trên mọi miền Tổ quốc. Trên màn nhỏ các bạn, đây là cái đàn đà điểu 30 con. Nhưng mà do là nuôi hụt mất một con là còn 29 con. Đều nhau chăn chắn như là gạch xi luôn. Giới thiệu với các bạn, đây là hộ gia đình Bắc Đông. Thì hộ gia đình là bắt con giống và đến thời điểm này là đến tháng thứ 7. Đấy, và theo như thống kê cũng bình quân khoảng 90 cân một con. Con to thì được một tạ mốt, tạ hơn chút, còn con nhỏ thì kém hơn chút. Và nhìn chung cơ bản là đàn này rất là đều đẹp. Thì hôm nay đồng chí Thao Chim Cu Gáy cũng muốn làm cái video này ghi hình lại để các bạn biết là cái diện tích này để cho các bạn hình dung ra cái chuồng để sau này các bạn nuôi những chú đà điểu to như thế này. Đấy, các bạn cố gắng là làm cái chuồng nó nghiêng đấy, và nó thoáng, nó có bóng cây. Đấy, đây là 7 tháng mà lớn như này, đây là một cái tay người chăn nuôi nuôi rất là kinh nghiệm. Bác Đông thì năm nào bác cũng bắt giống mà bác cũng nuôi khoảng 30 con. Chỗ này diện tích nó rơi khoảng một sào thôi. Một sào, hơn một sào một chút thôi. Chuồng nghiêng nên là mưa nó róc nước nó không bị sụp. Ở trong có cái mái tre thì bác để cám vào cho nó ăn. Vấn đề ở đây là sau cái dịch tả châu Phi và cái giá cả của con gà nó bấp bênh thì con đà điểu đã được lên ngôi. Và trên mọi miền quê hương thì đã chấp nhận dần cái thịt con đà điểu. Và đà điểu đã được đưa vào những cái món giò trong những đám tiệc, món thịt của chúng nó trở thành đặc sản thương hiệu ở trên cái phố đà điểu thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Đấy, các bạn thấy chúng múa, chúng chạy rất là đẹp. Đấy, thực tế là nếu mà các bạn có một cái bãi rất là đẹp. Đấy, giai đoạn này nó chưa phải là rõ trống rõ mái nhưng mà nó rất là đẹp, nó múa, nó hưng phấn. Thì đồng chí Thao số điện thoại là 033 5305 982. Đấy, một năm thì cung cấp ra hàng nghìn nghìn, rất nhiều nghìn con giống đà điểu. Nếu như mà bạn nào mà xem cái video này mà có cái đàn đà điểu nào mà cần bán thì các bạn có thể gọi cho bên mình theo cái số là 033 5305 982. Số thứ hai là 0989 177 982 982. Đấy. Thì trên màn hình mình sẽ ghim cái số điện thoại đã lại để cho các bạn xem. Thì bây giờ con đà điểu thì nó cân nó cũng rất dễ, có những cái cân điện tử, chúng ta cầm cái móc, chúng ta ngoắc cái cổ, vít ngoắc con đà điểu đến và vít xuống, là một người cầm cổ lôi, một người cầm đằng phao câu đẩy đi, là di chuyển qua cái bàn là chúng ta cân được con đà điểu, cân điện tử. Đấy, hai nữa là cái giá cả thì nếu như các bạn mà chở đến khu vực Ba Vì thì chúng tôi cũng sẽ mua cái giá cao hơn. Còn nếu các bạn không có phương tiện chở, chúng tôi sẽ đến tại quê hương. Đã có ưu tiên các bạn ở miền Trung và miền Bắc nhé. Các bạn miền Nam thì mình sẽ không không có khả năng thu mua lại được, bởi vì cái vận chuyển nó quá xa. Nên còn tất cả thì nếu như mà các bạn nào có nhu cầu bán ra cái đà điểu mà thịt được thì thường khoảng 90 cân đổ lên thì các bạn gọi điện cho tôi. Đấy, tôi sẽ thu mua hoặc là sẽ điều cho anh em đến mua, giải quyết cái đầu ra cho bà con nông dân. Hy vọng rằng với cái video này thì các bạn cũng sẽ nắm bắt được đây là một cái đơn vị cung cấp con giống và thu mua thương phẩm cũng như là những cái sản phẩm từ lông, da, thịt, giò. Tất cả các bạn có nhu cầu xoay quanh con đà điểu tại quê hương Ba Vì chúng tôi thì các bạn có thể là liên hệ. Một lần nữa tôi xin nhắc lại số điện thoại là 033 5305 982. Mình tên là Thao, hiện đang sinh sống ngay ở cổng trung tâm nghiên cứu đà điểu Thụy Phương thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Với cái tên là đồng chí Thao Chim Cu Gáy, và nhà thì ngay chỗ gần trung tâm, ngay thuộc đường chính đi từ đại lộ Thăng Long đi lên hướng Khoang Xanh Suối Tiên, Ba Vì. Đến cái phố đà điểu các bạn hỏi thăm đồng chí Thao là có ai ai cũng biết, là chuyên sâu về chim cu gáy và con giống đà điểu. Ok, xin chúc các bác nông dân thành công trong chăn nuôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Tiêu Dao tiếng gáy chim cu, Gầy Đà bể nước lời ru của Bầm, Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.